công nhân chia ra nhiều ca làm việc. Công tác phòng dịch tại công trường luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Hầu hết kỹ sư công nhân đều đã tiêm được 2 mũi vaccine, quy tắc 5K và đảm bảo an toàn. Đã tiêm đủ 2 mũi và đã hoặc là trong tình trạng mà đã từng bị F0 và đã lành bệnh thì rơi vào khoảng độ 95% số lượng công nhân. Còn lại số lượng khác thì đã hầu hết mọi người đã tiêm đủ được 1 mũi. Thì hiện tại thì chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch 5K, và thứ ba hàng tuần thì chúng tôi thực hiện cái công tác mà test nhanh đối với những người mà chưa đầy đủ điều kiện, đó là 2 mũi 14 ngày hoặc là chưa đủ cái điều kiện, đó là đã từng là F0 và đã khỏi bệnh. Tuyến metro số 1 dài 19,7 km trước đó được kỳ vọng hoàn thành cuối năm 2021. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tiến độ thi công, nhập cảnh của chuyên gia và trang thiết bị. Theo đánh giá của Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà thầu, dự kiến thời gian thi công hoàn thành dự án này sẽ vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Xin được chuyển sang các thông tin về tình hình mưa lũ. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ qua và trưa ngày hôm nay, tại km 41+300 quốc lộ 27C, đoạn ngang qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, nối thành phố Nha Trang và thành phố Đà Lạt, đã bị sạt lở ta luy dương xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 9.000 mét khối. Chi cục quản lý đường bộ 3 đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để khắc phục, giải phóng ách tắc trong thời gian sớm nhất. Cũng tại huyện Khánh Vĩnh, mưa lớn khiến cho nước ở các sông dâng lên cao, gây ngập một số cầu tràn. Các địa phương đã chốt chặn và không cho người dân đi qua cầu tràn để đảm bảo an toàn. Tại thành phố Nha Trang, mưa lớn làm ngập cục bộ ở một số tuyến đường giao thông chính như đường 2/4, đoạn làng SOS và xí nghiệp Dược, khu vực chợ Bầu, Vĩnh Thọ, đường Nguyễn Tất Thành. Dự báo từ nay đến ngày 14 tháng 11, Khánh Hòa tiếp tục bị ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong giới gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, có nơi cao hơn 180mm. Mưa lớn tập trung từ nay đến ngày 12 tháng 11. Thưa quý vị, mưa lũ từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 đã khiến cho nhiều tuyến dân sinh trên địa bàn huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bị sói lở và hư hỏng nghiêm trọng, gây ra chia cắt cục bộ nhiều khu vực. Hiện chính quyền địa phương đang tính toán đến phương án khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất để đảm bảo cho người dân lưu thông, giao thương hàng hóa. Tại tuyến đường tỉnh DT624 đi trung tâm xã Ba Điền, nước lũ đã làm sói lở đứt gãy khoảng 300 mét đường tràn bê tông xi măng kết hợp cống thoát nước, gây ách tắc giao thông. Cầu Huy Long nằm ngay cạnh cũng bị lún sụp phần gia cố mái, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Bữa đầu tiên là không đi được, con kéo cháu chát đồ đi hạt là không có được. Mang sau là tao mau sửa rồi cho bà con đi lẹ cho thuận lợi hơn. Là ủy ban dân xã để phân công lực lượng công an quân sự chốt chặn hai đầu cầu để không để bà con đi lại là nguy hiểm. Để đề nghị huyện để có bố trí nguồn kinh phí như là sửa chữa sớm nhất cho bà con bị cô lập hai thôn để có lưu thông hàng hóa. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, tổng thiệt hại về giao thông do mưa lũ gây ra tới hơn 14 tỷ đồng. Ngoài ra, mưa lũ còn làm nhiều diện tích đất lúa bị sa bồi thủy phá. Trước mắt những cái tuyến đường giao thông mà bị ách tắc thì cũng phải chỉ đạo địa phương để mà phối hợp cùng với các ngành của huyện cùng với đoàn thể của xã để mà chúng ta khắc phục tạm thời cho người dân đi qua lại nó ổn định. Còn về lâu dài thì cái này nguồn vốn nó lớn nên cũng phải xin ý kiến của tỉnh xem xét mà bố trí, bởi vì cái thiệt hại Ba Tơ trong thời gian qua thì nó lớn mà cái nguồn ngân sách Ba Tơ thì nó cũng có hạn chế. Dự báo trong vài ngày tới tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, nên nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi là rất cao. Huyện Ba Tơ cũng đã chủ động lên phương án ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Trong 3 ngày, ngày 9, 10 và 11 tháng 11 tại Bình Định có mưa lớn cùng với việc Hồ Định Bình ở huyện Vĩnh Thạnh vận hành cho nước qua tràn và mở một cửa xả đáy với lưu lượng là 600 mét khối trên giây đã làm cho khu vực hạ lưu của sông Côn và sông Hà Thanh gồm có các huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát và thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn ngập lụt diện rộng. Tại các điểm tràn đường bê tông ở các xã Phước Thắng, Phước Hòa, huyện Tuy Phước, nước thượng nguồn đổ về chảy xiết. Nhiều trường hợp người và phương tiện giao thông có băng qua đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Rất may là người dân địa phương ứng cứu kịp thời nên đã không xảy ra thiệt hại về người.
Một số khu dân cư cũng bị nước lũ cô lập chia cắt giao thông. Tỉnh lộ DT640 qua địa bàn xã Cát Chánh ngập sâu từ 0,5 đến 0,6 mét, học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học. Nước thượng nguồn đổ về cũng làm ngập một số khu vực tại thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn, gây chia cắt giao thông ở một số tuyến đường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên những ngày tới, dự báo khu vực tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350mm, có nơi trên 400mm. Khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông trong tỉnh, đỉnh lũ có khả năng trên mức báo động 3. Ở vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong ngày 11 tháng 11, nhà máy thủy điện Trị An tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ngưng xả nước điều tiết hồ chứa. Ngay sau đó thì hàng trăm người dân đã nô nức lao xuống dòng nước ở phía dưới hạ nguồn đập tràn để bắt cá. Nhiều người bắt được các loại cá như là cá chép, cá mè và cá lăng. Hàng năm thủy điện Trị An đã xả nước qua tràn điều tiết hồ chứa, cá từ sông Đồng Nai theo con nước ngược lên thượng nguồn. Khi đến đập tràn, cá bị chặn lại dưới chân đập, không thể đi tiếp. Do đó lúc thủy điện đóng cửa xả tràn, cá đã bị mắc cạn ở vùng nước phía dưới chân đập. Đây là thời điểm mà người dân ở trông chờ mỗi năm để bắt cá kiếm thêm thu nhập hoặc là giải trí, đồng thời coi đó như là lộc trời. Thưa quý vị, nhà máy điện rác Sóc Sơn Hà Nội với công suất thiết kế là 4.000 tấn rác một ngày là nhà máy đốt rác phát điện lớn nhất cả nước. Nhà máy này thì được kỳ vọng là sẽ giải quyết khoảng 2/3 lượng rác phát sinh trên địa bàn thủ đô. Tuy nhiên thì sau hơn 2 năm thi công, nhà máy hiện vẫn còn đang dang dở. Và trong khi các bãi chôn lấp rác đang quá tải thì câu hỏi được đặt ra là khi nào thì nhà máy đốt rác này mới đi vào hoạt động? Tìm hiểu của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đầu tháng 11, bãi rác Nam Sơn tạm đóng cửa 3 ngày vì quá tải nước rỉ rác. Đây là ô rác số 479, khu vực cuối cùng của bãi rác Nam Sơn có khả năng tiếp nhận rác. Nhưng ô này cũng chỉ còn tiếp nhận được khối lượng rác trong chưa đầy 2 tháng nữa. Nguy cơ khủng hoảng rác của thủ đô đã cận kề chứ không còn là cảnh báo nữa. Đầu tiên thì phải nói là hiện tượng hiện nay là đang bị tiếp nhận quá tải. Quá tải thì nguyên nhân đầu tiên là do nhà máy rác Thiên Ý là bị chậm tiến độ. Theo kế hoạch thì là nhà máy rác Thiên Ý đi vào cuối năm 2020. Tuy nhiên đến nay là gần hết năm 2021 vẫn chưa có kế hoạch để đưa vào vận hành. Còn đây là những hình ảnh thực tế tại công trường xây dựng nhà máy điện rác Sóc Sơn. Các hạng mục hầu hết vẫn còn ngổn ngang, dang dở. Đại diện nhà máy cho biết, nếu theo cam kết với thành phố Hà Nội, công trình đã chậm tiến độ đến 5 tháng. Nguyên nhân khách quan là do dịch COVID-19 bùng phát, công trường thường xuyên trong tình trạng thiếu công nhân và chuyên gia nước ngoài. Việc nhập máy móc thiết bị cũng chậm trễ. Thiết bị của chúng tôi phần lớn nhập khẩu từ châu Mỹ và châu Âu. Chính vì thế khi dịch bùng phát, thiết bị đều bị chậm. Đến ngày hôm nay vẫn chưa cập cảng Việt Nam. Dự kiến các thiết bị cuối cùng sẽ cập cảng Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2021. Bên cạnh đó, nhà máy cũng đang chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý xin điều chỉnh quy hoạch điện. Điện rác ở Việt Nam chưa nhiều, nên các cơ quan chức năng ở Việt Nam còn có bỡ ngỡ trong quá trình phê duyệt thủ tục cấp phép. Đặc biệt trong quá trình xây dựng dự án, chúng tôi nhận thấy có những thủ tục pháp lý đã được phê duyệt. Tuy nhiên, để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế thì chúng tôi phải điều chỉnh. Ví dụ như giai đoạn cuối cùng này, giai đoạn đóng điện để nhà máy vận hành, nhưng chúng tôi đang xin điều chỉnh quy hoạch điện và đang phải chờ đợi. Tuy còn nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng đại diện nhà máy khẳng định trong quý 1 năm 2022, năm lò đốt rác của nhà máy sẽ vận hành thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống kỹ thuật theo 3 giai đoạn. Đến quý 2 năm sau, nhà máy sẽ vận hành ổn định. Các bạn nhìn thấy đang xây dựng dang dở, thực ra đấy là cái phần tường bao bên ngoài. Và như cái phần đằng sau lưng tôi, hệ thống khu xử lý nước đây, thì toàn bộ các thiết bị khi về công trường sẽ được lắp đặt rất là nhanh. Nhưng đối với các thiết bị xử lý nước, trên những cái mà các bạn nhìn thấy đang dang dở đây, thực ra là chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý và lắp đặt rất là nhanh chóng. Và cái kế hoạch mà đến tháng 1 đi vào vận hành thì hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng tôi. Từng thông báo tháng 9 năm 2021 vận hành thử nghiệm và đến nay là tháng 1 năm 2022. Người dân kỳ vọng công trình này sẽ kịp tiến độ đúng như cam kết bởi các bãi chôn lấp rác của thủ đô đều đã quá tải từ lâu và nguy cơ người dân phải sống chung với rác có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, sau 3 ngày xét xử phúc thẩm vào chiều ngày hôm nay, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại công ty gang thép Thái Nguyên Tisco. Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo, trong đó có 2 bị cáo Đậu Văn Hùng, nguyên là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam VNS,
và Hoàng Ngọc Diệp nguyên là thành viên hội đồng quản trị Tisco được cho hưởng án treo vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Bị cáo Uông Sĩ Bính nguyên là phó trưởng phòng kế toán thống kê tài chính Tisco được giảm 6 tháng tù. Trước đó bị cáo bị tuyên án sơ thẩm 2 năm tù. Đối với 9 bị cáo còn lại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm sau khi đã xem xét bối cảnh, hoàn cảnh, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ để tuyên án trong vụ án. Tuy nhiên, các bị cáo khắc phục hậu quả chưa đảm bảo 1/2 số tiền bồi thường thiệt hại nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Trong ngày 11 tháng 11, Công an huyện Hạ Hòa, Phú Thọ phối hợp với đội quản lý thị trường số 3, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Hạ Hòa đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của ông Nguyễn Văn Dũng tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho hàng của ông Dũng có trên 2 tấn thuốc bảo vệ thực vật với các nhãn hiệu như là địch bách trùng 90SP, thuốc trừ cỏ không chọn lọc Laguote 276SL, các loại thuốc trừ sâu nhãn hiệu Monite 40EC, Ovatop 400EC và nhiều loại thuốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc. Nên đã bị cấm sử dụng và lưu hành tại Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đây là tổng hợp những tin tức quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Biển Đông phải là vùng biển cho hòa bình và kết nối, không phải vùng biển của đối đầu hay xung đột. Tuyên bố trên vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hissamuddin Hussein đưa ra tại hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM hẹp được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 10 tháng 11. Theo Bộ trưởng Hussein, cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng ở Biển Đông đang khiến môi trường an ninh khu vực đối mặt với nhiều thử thách, tác động lớn tới các nước ASEAN và những tính toán sai lầm có thể dẫn tới xung đột tại vùng biển này. Vì thế, ông kêu gọi ASEAN bảo đảm các mục tiêu và nguyên tắc trong các thỏa thuận về an ninh tại khu vực. Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng thỏa thuận thành lập mạng lưới phòng thủ không gian mạng ASEAN sẽ tạo nền tảng cho việc liên kết trung tâm phòng thủ mạng của từng quốc gia thành viên, qua đó cải thiện năng lực phòng thủ điện tử và an ninh mạng. Ngày 11 tháng 11, các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã thông qua nghị quyết quan trọng về những thành tựu nổi bật và kinh nghiệm lịch sử trong quá trình 100 năm thành lập và lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã báo cáo công tác của Bộ Chính trị và làm rõ dự thảo nghị quyết về những thành tựu trọng đại và kinh nghiệm lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phiên họp toàn thể cũng xem xét và thông qua một nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 trong nửa cuối năm 2022 tại Bắc Kinh. Ngày 11 tháng 11, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hối thúc các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 cần nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được thỏa thuận chung trước khi hội nghị bế mạc vào ngày mai 12 tháng 11. Thủ tướng Anh cho rằng các nước cần quyết tâm đi đến một thỏa thuận chung khi lãng phí tới 6 năm sau khi đạt được hiệp định đầy hứa hẹn ở Paris nhưng lại để mặc khiến các nước dễ bị tổn thương và thế hệ tương lai yêu cầu được bồi thường tại COP26. Trước đó, Anh đã công bố dự thảo tuyên bố chung của COP26 dài 7 trang, trong đó kêu gọi các quốc gia tăng cường đưa ra các mục tiêu giảm phát thải vào cuối năm 2022 và lần đầu tiên kêu gọi loại bỏ dần than đá và các khoản tài trợ nhiên liệu hóa thạch. Dự thảo này sẽ được các nước tham dự hội nghị đàm phán và thống nhất. Trước đó, hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu, trong đó thừa nhận mức độ nghiêm trọng và cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay và cam kết sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này thông qua việc xây dựng các chiến lược dài hạn hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tuyên bố chung của Mỹ và Trung Quốc.